Xin chào khán giả của Em Quê Queen. Không khí se lạnh của mùa đông đã dần nhường chỗ cho ấm áp của mùa xuân. Hà Anh đang có mặt ở chợ dân sinh gần nhà mình để chuẩn bị cho món chả ngũ sắc trong mâm cơm rạng rỡ mùa xuân. Nguyên liệu để tạo nên món chả ngũ sắc này thì bao gồm rất là nhiều các nguyên liệu ở phía trong Hà Anh sẽ hướng dẫn sau. Nhưng mà cái thành phần chính ở trong cái chả ngũ sắc này chúng ta đặc biệt chú ý đó là trứng và giò sống. Với trứng thì cái vỏ bao ngoài chúng ta nên chọn những cái quả trứng vịt ta, trứng vịt cỏ để có được cái lòng đỏ rất là vàng. Khi mà chúng ta tráng trứng thì cái vỏ bên ngoài để cuốn cái chả ngũ sắc nó rất là vàng đẹp. Và bây giờ thì cùng với Hải Anh quay trở lại căn bếp thân thuộc của mình nhé. Chào mừng bạn quay trở lại với căn bếp của Hải Anh. Và đây là tất cả những cái nguyên vật liệu để làm nên món chả ngũ sắc ngày hôm nay. Với nguyên liệu chính là trứng và giò thì trứng, muối, giò. Và cái để bao ngoài cho cái chả ngũ sắc thì đấy là trứng vịt cỏ. Với trứng muối thì khi mà đập ra như thế này, dùng ngay thì nó sẽ có mùi hơi tanh nhẹ. Nên để khử cái mùi tanh này, để lấy được cái mùi thơm toàn vẹn và cái độ ngậy của trứng muối, thì anh sẽ mang cái trứng muối này lên hấp khoảng độ 3-5 phút. Với trứng vịt, cái vỏ bao ngoài thì anh sẽ mang đi tráng mỏng để tạo thành cái lớp bọc ở phía bên ngoài. Còn cái nhân của nó thì mình sẽ đi thái mộc nhĩ và nấm hương thành những cái sợi rất nhỏ. Và sau đó thì mình sẽ cùng nhau trộn cái nhân để cuộn lại cái chả ngũ sắc. Trứng vịt thì Hải Anh đã tráng ra đây rồi, mỏng và vàng như thế này, rất là dễ, cho nên chắc chắn là ai cũng tráng vịt rất giỏi, đúng không ạ? Còn trứng muối thì Hải Anh đã hấp đây rồi. Bây giờ nếu mình làm những cái miếng chả ngũ sắc nho nhỏ thì mình sẽ cắt đôi cái quả trứng ra. Đây là mộc nhĩ, nấm hương. Và bây giờ thì mình cùng đến một cái bước tiếp theo, đấy là chuẩn bị nhân để quấn chả ngũ sắc lại. Cái nhân của chả ngũ sắc có một cái thành phần vô cùng quan trọng, đó là cái phần giò sống. Thì cái phần giò sống này sẽ chọn tươi, có cái độ dính tốt và hồng như thế này. Bạn lưu ý là cái độ mặn nhạt của cái giò sống nơi bạn mua này nó sẽ quyết định tới cái việc bạn điều chỉnh mắm với cả tiêu như thế nào nhá. Ở trong công thức này thì Hải Anh để một thìa mắm và một thìa tiêu, bởi vì Hải Anh biết rất rõ cái độ mặn của cái giò sống này nó như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ trộn mắm này, tiêu này vào cho nó thật đều lên. Cái phần trộn cái giò sống này thì rất là quan trọng. Đấy là mình trộn cho nó thật quyện tiêu với cả mắm vào giò sống. Một chút đường theo công thức sử dụng ít hay nhiều, hoặc có thể giảm là tùy theo khẩu vị của gia đình bạn. Khi mà mình đã trộn mắm, tiêu, đường cho nó thật đều lên với cả nhân rồi, thì ở cái bước này mình sẽ cho mộc nhĩ và nấm hương vào. Trộn thật là đều lên, cho nấm hương và mộc nhĩ quyện vào với giò là mình đã sẵn sàng nhân để bắt đầu cuộn chả ngũ sắc. Cái quả trứng muối này, bởi vì Hải Anh muốn là cái chả ngũ sắc nó nhỏ, cho nên Hải Anh sẽ cắt đôi cái phần trứng muối này trước. Để bắt đầu cuốn chả ngũ sắc thì các cái miếng trứng mỏng như thế này mình sẽ giải phẳng ra. Cái bề mặt trứng nó sẽ có hai cái bề mặt, một cái bề mặt nó sẽ hơi bóng và vàng hơn. Thì cái phần bóng và vàng hơn đó bạn sẽ cho ra bên ngoài. Chúng mình có thể dùng cái dao cắt bớt cái hai bên đi. Mình sẽ lấy nhân cho vào. Và mình sẽ dùng chính cái con dao này để miết cho cái bề mặt của cái giò này nó xuống. Bởi vì cái chả ngũ sắc mình cuốn khá nhỏ, cho nên là mình sẽ cần miết cái bề mặt giò và nấm với cả mộc nhĩ này nó khá là mỏng để cho nó có cái độ bám đều. Về cái phía sát mép này thì chúng ta cũng có thể cắt đi một chút và cho cái giò sống nó mỏng dần. Ở cái đầu này thì cho nó mỏng dần để cho nó có cái độ bám dính thôi.
bây giờ thì mình sẽ xếp như thế này. Để bắt đầu cho cái đậu này thì đã trần sơ rồi. Dễ xếp trứng hay hàng thật là thẳng. Rồi, lạp sườn. Ở cái phần này thì mình sẽ cho một chút nhân để phủ lên trên cho nó có cái độ bám vào để khi mình cuộn nó không bị xô lệch. Mình có thể cho ở chính giữa hoặc là cho vào cái bề mặt bên cạnh, xong rồi là mình ở cái bước cầm tay đầu tiên và đặt gập cái miếng trứng vào đầu tiên. Thì ở cái bước này bạn phải gập rất là chính xác. Gập chính xác là như thế nào? Là khi mà bạn gập lại cái miếng trứng này thì cái miếng trứng, cái nhân giữa ấy, nó đã được bao bọc bởi cái lớp giò sống ở phía bên ngoài, tức là nó nằm vào giữa. Rồi, và bây giờ khi mà đã định hình được khá là đều rồi, tại cái thời điểm này nếu như bạn thấy rằng là có chỗ nào vẫn chưa đều thì bạn hoàn toàn có thể đẩy, dùng tay đẩy nhẹ cái giò sống về để cho nó căng cái bề mặt lên, để cho nó đều, thật là đều, cho nó tròn tay lên. Và bây giờ thì mình bắt đầu cuốn. Các cái bước cuốn tiếp theo thì chúng ta sẽ cần phải nhẹ nhàng và đều tay. Nhẹ nhàng để cho trứng không rách, còn đều tay để cho cái giò sống nó cố định được đều và nó đi theo cái miếng trứng đấy, nó thật là tròn lên. Thì ở cái bề mặt này, các bạn nhìn thấy rằng là ở cái bề mặt này thì chúng ta vẫn cần một cái độ bám. Đây là cái lý do mà Hải Anh nói rằng khi mà cho nhân thì chúng ta cần phải dàn rất là mỏng ở cái bề, ở cái bề phía ngoài, tức là cái nơi, cái điểm kết thúc khi mà cuộn chả trứng ấy. Như vậy là chúng ta đã xong một cái chả trứng rất là xinh. Bây giờ thì đến cái bước bọc cho nó cái áo để hấp. Thì với cái chả trứng như thế này có nhiều cách bọc khác nhau. Cái cách đơn giản nhất có thể là bạn trải cái giấy bạc ra, cuộn chặt tay vào là xong. Bạn cũng có thể dùng giấy phim cái màng bọc thực phẩm ấy để bạn cuộn vào cho nó chặt tay. Hoặc là bạn cũng có thể dùng cái lá chuối, lá dong đều được. Lá chuối thì các bạn cần phải nướng hoặc là hấp lên cho nó mềm như thế này. Nhưng mà trong kinh nghiệm của Hải Anh thì cái lá chuối nướng lên nó có cái mùi rất là đặc trưng khi mà hấp cái chả này. Như đó, nó mềm như thế này và bây giờ thì chúng mình sẽ cuốn. Ở cái bước này bạn vẫn cần phải nhẹ nhàng, vì nhẹ nhàng nó sẽ giúp cho cái miếng chả trứng rất là đều. Khi mà cuốn vào như thế này thì mình sẽ vuốt tay theo cái chả trứng như thế này để nó tròn đều theo cái đường cuốn của chúng ta. Mình sẽ buộc vào nha. Buộc vào thì ở đây mình có thể dùng một cái lạt nhỏ hoặc là một cái dây chỉ, hoặc cũng có thể là dùng cái loại dây nhựa an toàn cho thực phẩm. Thì ở đây thì Hải Anh sẽ dùng cái dây chỉ buộc nha. Nếu mà bạn buộc cái thắt như thế này thì mình sẽ phải đẩy để cho nó đều lại. Còn không thì sẽ có một cái cách buộc nó đơn giản. Đấy là khi mà bạn bắt những cái đường vào như thế này xong rồi bạn rút để cho nó sẵn thành cái tròn như thế này. Xong rồi là mình sẽ cuốn trông nó giống như là cái kẹo ấy. Mình sẽ rút dây. Mình sẽ rút dây cho chặt lại. Cái phần dây còn lại thì mình sẽ cuốn cho nó chặt tay vào. Hai đầu bắt lại với nhau. Chỉ đơn giản như vậy thôi, chúng ta sẽ làm lặp lại tất cả những cái bước đó cho cái thành phần tiếp theo và chúng ta sẽ hoàn thành món chả ngũ sắc này để mang đi hấp. Khi chả ngũ sắc đã cuốn xong và chặt tay như thế này rồi thì mình sẽ đi hấp chả. Với cái chả nó khoảng bao nhiêu nhỉ? Khoảng 4cm, cái chả khoảng đường kính 4cm như thế này thì mình hấp chỉ khoảng 20 phút là chín. Và để cho mâm cơm rạng rỡ ngày xuân đầy đủ hơn thì Hải Anh sẽ đi chuẩn bị một số món để đi cùng mâm cơm này cùng với chả ngũ sắc.
và các món đi cùng của mâm cơm rạng rỡ ngày xuân thì đã xong rồi. Còn chờ một cái món chính vô cùng quan trọng trong cái bữa của ngày hôm nay, đó chính là chả ngũ sắc đã chín rồi đây. Chả ngũ sắc đã xong rồi, bây giờ cái mùi là chuối thơm nước mũi. Hành rất là thú vị cái giai đoạn này. Mình có thể ăn chả ngũ sắc ở một cái trạng thái rất là nóng hổi như thế này. Thứ hai là mình cũng có thể để nguội nguyên một cái chả như thế này và mình để vào tủ. Xong rồi những ngày xuân mình có khách thì mình sẽ cắt ra từng miếng một và ăn chấm mắm tiêu cũng vô cùng ngon miệng. Bạn nhìn thấy không, khi mà cái chả ngũ sắc mà mình làm đều tay thì nó sẽ thành các cái khoanh như thế này, vô cùng là đẹp mắt. Bạn cắt khoảng 1cm thì mình sẽ có những cái miếng chả ngũ sắc rất là xinh, rất là vừa vặn để ăn như thế này. Chả ngũ sắc mềm, thơm, ngậy. Mềm là bởi vì do hấp vừa tới. Thơm là tất cả nấm hương mộc nhĩ quyện với cả lạp sườn và các loại rau. Ngậy đến từ trứng muối, tất cả quyện lại với nhau, nóng hổi, thơm vị tiêu. Rất là tuyệt vời cho một mâm cơm của ngày xuân. Chả ngũ sắc còn có một tên gọi khác, đó là chả phú quý. Hy vọng rằng với một năm mới, mâm cơm rạng rỡ mùa xuân cùng món chả ngũ sắc này sẽ mang tới cho gia đình bạn một năm mới thật thịnh vượng. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!